một bông hồng cho em, một bông hồng cho anh, và một bông hồng cho những ai, cho những ai đang còn mẹ, đang còn mẹ để lòng vui sướng. Lỡ mai này mẹ hiền có mất đi như đóa hoa không mặt trời, như bé thơ không nụ cười, ngỡ đời mình không lớn khôn, như bầu trời thiếu ánh sao đêm. Mẹ, mẹ là dòng suối dịu hiền, mẹ, mẹ là bài hát thần tiên, là bóng ma trên cao, là mắt sáng trăng sao, là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật về mở cửa vô minh, khơi dòng suối mát nối tình chúng sanh. Phật về cho đất thêm lành, cho hoa thêm nhị, cho cành rổ bóng. Kính thưa tất cả quý Phật tử đồng hương, sáng hôm nay nhân mùa đại lễ Vu Lan Báo Hiếu Phật lịch 2567, dương lịch 2023 tại chùa Đại Bi được diễn ra vào sáng hôm nay. Vào giờ này là giờ pháp thoại, chúng con xin được cung thỉnh và giới thiệu đến tất cả toàn thể quý đồng hương Phật tử hiện diện trước mặt chúng ta đây là Thượng Tọa Giảng Sư Thích Pháp Lạc đến từ vườn thiền suối Pháp Colorado Springs. Tại hậu tổ
xin quý vị hãy lắng động tâm tư, trang nghiêm thành kính hướng vọng về đài Hùng Bảo Điện. Kính mời quý Phật tử chắp tay trang nghiêm thành kính cung đón chư Tôn Đức Quang Âm Chánh Điện để cử hành đại lễ Vu Lan Báo Hiếu Phật lịch 2567 dương lịch 2023 trưa hôm nay. Ban chung cổ chữ ba hồi chung trong bát nhã cung kính chư Tôn Hiền Đức Quang Âm. Xin cung thỉnh chư Tôn Thiền Đức cùng toàn thể đạo tràng niệm Phật cầu gia bị. Ca mâu ni Phật.
để tưởng nhớ đến thâm ân của chư Phật, công ơn giáo dưỡng của thầy tổ, và tưởng nhớ đến công ơn sinh thành dưỡng dục của mẹ cha. Đồng thời cũng tưởng nhớ đến ơn đất nước đồng bào, ơn chúng sanh vạn loài. Chúng ta cũng tưởng nhớ đến ân đức hy sinh cao cả của chư vị anh linh thánh tử đạo, các bậc tiền bối hữu công, anh linh chiến sĩ đã vì quốc vong thân, cho hòa bình hạnh phúc của muôn người. Trong giờ phút thiêng liêng này, kính xin chư tôn đức và toàn thể đạo tràng cùng tắm gội trong suối nguồn từ bi của Phật, đem hương lành rải khắp nhân gian bằng phúc nhập từ bi quán. Phúc nhập từ bi quán bắt đầu. Phúc nhập từ bi quán vừa chấm dứt, chúng con cung thỉnh chư tôn thiện đức an tọa, kính mời tất cả quý Phật tử đồng hương đồng an tọa trong chánh niệm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư tôn thiện đức chứng minh. Kính thưa quý Phật tử, quý đồng hương, bao năm rồi con lưu lạc ngàn phương, con nhớ mẹ xuống cánh trường khắc khoải. Ơn dưỡng dục mẹ ơi sao xiết kể, công sinh thành con nghĩ quặn lòng đau. Mùa Vu Lan báo hiếu là mùa tưởng nhớ tri ân và hoài niệm ân đức, ân chư Phật, thầy tổ, ông bà cha mẹ, quốc gia dân tộc, đàn na tín thí và xã hội chúng sanh. Sống niềm ân đức và đền đáp ân đức trở thành truyền thống lâu đời, thể hiện tính nhân bản đạo đức sâu sắc của Phật giáo, mà tất cả mọi quốc gia Đông Phương nói chung, Việt Nam nói riêng, đã thấm nhuần từ hơn 2.000 năm trước đến mãi về sau. Là đệ tử Phật phải tâm niệm không đợi đến ngày tháng bảy mùa Vu Lan mới tỏ lòng hiếu thảo, mà luôn luôn suốt tháng quanh năm ân cần thiết tha niềm hiếu hai đấng sinh thành. Đức Phật đã từng dạy có hai việc làm cho phàm phu được đại công đức, thành đạt thánh quả, được pháp vị cam lồ, đạt đến vô vi, đó là phụng sự mẹ cha. Ngài còn dạy rõ hơn, sinh ra đời không gặp Phật nhưng thờ cha mẹ, chính là thờ Đức Như Lai. Với ý nghĩa vô cùng thiêng liêng trọng đại ấy, hôm nay tại chùa Đại Bi long trọng tổ chức đại lễ Vu Lan báo hiếu Phật lịch 2567, dương lịch 2023, với ý nghĩa tri ân và đền đáp tứ trọng ân. Nguyện cầu cha mẹ hiền tiền được tăng long phước thọ, cha mẹ quá vãng và cửu huyền thất tổ được siêu sanh tịnh độ. Đó chính là lý do buổi lễ sáng hôm nay, Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Tát Đại chứng minh. Kính thưa quý đại chúng, chúng con xin được thông qua chương trình như sau. Một, cung nghinh chư tôn thiền đức Quang Lâm. Hai, phúc nhập từ bi quán. Ba, giới thiệu chương trình và thành phần tham dự. Bốn, dân hoa cúng Phật. Năm, nghi thức cài hoa hồng. Sáu, pháp từ của chư tôn đức. 7. Vũ điệu gặp mẹ trong mơ. 8.
lời cảm tạ của ban tổ chức, 9 nghi lễ Phật giáo, 10 lễ cúng dường trai tăng truy tiến chư hương linh cửu huyền thất tổ, 11 cơm chay thân mật và bán nghề, 12 lễ tạ thí thực cô hồn và hoàn mãn. Kính thưa tất cả quý đồng hương Phật tử, tăng là đoàn thể đẹp cùng đi trên đường vui, tu tập giải thoát làm an lạc cuộc đời. Sáng hôm nay chùa Đại Bi chúng con long trọng tổ chức đại lễ Vu Lan báo hiếu báo đáp tứ trọng ân. Vào giờ này, trước mặt của quý vị, chúng con xin thành kính cung đón giới thiệu tất cả đến quý Phật tử đồng hương thượng tọa Thích Giải Ngộ trú trì chùa Đại Bi, vị thầy tâm linh và tả ái của tất cả chúng con. Xin hãy dành những tràng pháo tay thật lớn ạ. Thượng tọa Thích Minh Thiện tăng chúng chùa Đại Bi, chúng con xin thành kính cung kính và giới thiệu. Chúng con xin cung thỉnh và giới thiệu thượng tọa Thích Pháp Lạc đến từ Vương Thiền xứ Pháp Colorado. Xin giới thiệu Đại Đức Thích Thiện Đức tăng chúng chùa Đại Bi. Xin giới thiệu sư chú Thích Thiện Trí tăng chúng chùa Đại Bi. Mỗi người mỗi nước mỗi non, khi vào cửa Phật là con một nhà. Xin giới thiệu chung đến tất cả quý đồng hương Phật tử, tất cả quý Phật tử chùa Đại Bi đến từ thành phố Plano, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ. Xin giới thiệu tất cả quý Phật tử đồng hương đến tất cả các vùng phụ cận Houston, Dallas, Fort Worth và tất cả vùng phụ cận. Xin giới thiệu chung đến tất cả quý đồng hương Phật tử sáng hôm nay. Xin hãy dành những tràng pháo tay thật lớn để chào đón tất cả quý vị về tham dự đại lễ Vu Lan báo hiếu sáng hôm nay. Kính thưa tất cả quý Phật tử đồng hương, để mở đầu chương trình sáng hôm nay, xin mời tất cả quý vị trong giờ phút thiêng liêng này để dâng tròn tất cả tấm lòng thành kính, dâng lên cúng dường mười phương chư Phật, tạo duyên lành trong ngày đại lễ Vu Lan báo hiếu. Xin mời các em thanh thiếu niên Phật tử chùa Đại Bi với nhạc phẩm dân hoa cúng Phật dâng lên cúng dường Tam Bảo sáng hôm nay. Xin hãy dành những tràng pháo tay thật lớn để chào đón các em. Quý vị ơi, vỗ tay nữa đi quý vị. Các con
con lên dân hướng, các con lên dân hướng. Bây giờ mà chưa có nhà là đứng hoài luôn, cho nên bây giờ lên một chút xíu nữa. Bây giờ các con lên dân cúng Phật nha. Phật về mở cửa phong linh, khơi dòng suối mát nối tình chúng sanh. Phật về cho đất thêm lành, cho hoa thêm nhụy, cho cành trổ bông. Rồi bây giờ chưa có nhạc đứng luôn. Phật về con cá ra sông, chim về tổ ấm mát lòng lúa non. Phật về tươi sáng muôn nhà, vui câu niệm Phật thoát vòng tử sinh. Bây giờ xin mời các con dâng lên, dâng đi lên, tiến lên, các con lên tiến lên cúng dường là dâng lên Tam Bảo. Hai con đứng hai bên, các con nhận những bó hoa của các em nhỏ dùm.
đêm con thiêm thiếp trong mơ, con mơ thấy hồn con về thăm mẹ, được ấp ủ trong tình thương của mẹ. Mạnh hồn con ấm dịu biết bao nhiêu. Chương trình được tiếp diễn để tỏ bày tấm lòng tri ân của người con hiếu thảo. Chương trình được tiếp theo là lễ cài hoa hồng. Xin mời Phật tử Đức Lương diễn đọc về cảm niệm cha mẹ trong mùa Vu Lan báo hiếu sáng hôm nay. Trong khóe mắt đã khô dòng lệ lo âu,
con xót xa cái cảm nhìn về mẹ. Vì lo cho con mà thân mẹ phải già đi thêm năm tháng dãi dầu. Con biết nhiều năm mẹ mỏi mòn, từng ngày từ cửa nhớ mong con, từng đêm hiu quạnh sầu đôi bóng, tuổi già như lá úa ngoài sông. Mẹ ơi, con ở phương trời này mong được về bên mẹ, được mẹ cưng chiều, xoa đầu, ôm ấp và mắng mỏ như lúc con còn bé thơ. Mẹ ơi, con yêu mẹ lắm, con sẽ về bên mẹ. Con muốn được mẹ sống hoài ở trên đời, để con vẫn mãi là một đứa trẻ thơ. Mẹ là dòng suối ngọt cho con quay về. Mẹ chở con bên cánh cửa, cầm tay mừng, chẳng nói nên câu. Con thương mẹ vô vàn, làm sao nói được thương mẹ nhiều hay ít. Con mang nặng tình mẹ, nghĩa cha. Con sanh thành dưỡng dục, có gì sánh cho bằng. Bút mực nào tả hết tình thương của mẹ, nhân gian ta thường ví. Ngôn ngữ trần gian là túi rách, đựng sao đầy hai tiếng mẹ ơi. Hôm nay đi chùa lễ Phật ngày Vu Lan, con thấy mình thật may mắn, vì con còn có mẹ. Hạnh phúc được cài trên áo đóa hoa hồng. Con lại cảm thông cho bao người bạn của con phải mang nỗi bất hạnh mồ côi, vắng bóng mẹ thân yêu. Một thiền sư Việt Nam đã từng mang tâm sự của kẻ mồ côi. Năm xưa tôi còn nhỏ, mẹ tôi đã qua đời. Lần đầu tiên tôi hiểu thân phận kẻ mồ côi. Quanh tôi ai cũng khóc, im lặng, tôi sầu thôi. Để dòng nước mắt chảy là bớt khổ đi rồi. Kìa nhà ai sung sướng, mẹ con vỗ về nhau. Tình mẹ con không thấy, khi buồn biết trốn đâu. Hoàng hôn phủ trên mộ, chuông chùa nhẹ rơi rơi. Tôi thấy tôi mất mẹ là mất cả một bầu trời. Thưa mẹ, con mẹ đang còn sống là đời con ấm áp, nhưng nỗi lo âu sợ sệt, lo một cái gì đó còn xa ấy sẽ đến, và chắc chắn sẽ đến với con. Đó là mẹ không còn và con sẽ mồ côi. Mẹ ơi, con chưa tròn đạo hiếu, thầm xin mẹ cho con gửi lời sám hối muộn màng. Con mong một ngày sẽ về bên mẹ, gần gũi mẹ là diễm phúc của đời con. Nơi xa xôi, con nguyện nhớ lời mẹ khuyên, lời răn dạy của cha, để xứng thành người con hiếu. Trước Phật đàn khói hương nghi ngút, con lắng lòng cầu nguyện nơi quê hương yêu dấu. Và hiện tiền nơi đây, mẹ cha luôn được sức khỏe, sống lâu, để con mãi còn có mẹ cha trong đời. Xin cảm ơn Phật tử Đinh Lương.
hai tay nâng một đóa hồng, chỉ thành dâng hiến mẹ cha tỏ tường, nói rằng một đóa sông đường công cha nghĩa mẹ, không lường thâm sâu. Kính thưa đại chúng, trong giờ phút thiêng liêng này, xin quý vị hãy dành trọn những tình cảm tốt đẹp nhất, một lòng thành kính hoài niệm về hai đấng sinh thành cao cả, người đã suốt đời yêu thương và che chở cho ta nên người. Xin kính mời các em Phật tử chùa Đại Bi lên cài hoa cho chư tôn đức cùng toàn thể đạo tràng. Trong giây phút này, xin tất cả hãy lắng lòng qua tiếng hát của Phật tử Lương Dũng và Phật tử Hà Chi với hai nhạc phẩm Bông Hồng Cài Áo và Tâm Sự Người Cài Hoa Nắng. Mẹ là
là bóng mát trên cao, là mắt xa chân xa nặng bước trong đêm khi là nơi là tiếng dây đêm thâu, là nắng ấm hương dâu, lời yêu thương cho cuộc đời. Rồi một nhẹ nhàng nói con về nhìn mẹ yêu, nhìn thật lâu rồi nói. Mẹ có biết hay không, biết gì, biết là con thương mẹ không? Đó ngồi vừa cài lấy áo thương thôi,
cũng đã là hiếu đạo. Một người con hiếu thì chắc chắn sẽ là một người có đạo đức tốt và một người công nhân tốt trong xã hội loài người. Trong kinh Đức Phật dạy rằng gặp thời không còn cha mẹ, gặp thời không có Phật mà còn cha mẹ, thờ kính cha mẹ chính là thờ kính Phật vậy. Đức Phật cũng dạy rằng nếu có người vai phải cõng cha, vai trái mang mẹ, dẫu cho cha mẹ có tiểu tiền đại tiền trên vai cũng chưa có thể gọi là đáp đền công ơn của cha mẹ. Dẫu cho đem tất cả những thứ tuyệt diệu trên cuộc đời, thực phẩm tuyệt diệu, y phục tuyệt diệu, để cúng dường cho cha mẹ hàng trăm năm cũng chưa gọi là báo hiếu đầy đủ với cha mẹ. Vậy nên từ nay ta cho phép tăng chúng tỳ kheo đều được cúng dường cha mẹ. Nếu ai không cúng dường thì phạm trọng tội vậy. Xem như vậy để biết rằng hiếu đối với cha mẹ, bất từ là xuất gia hay tại gia, đều thể hiện. Tuy nhiên lời kinh đã nói rõ sự báo hiếu đối với vật chất, báo hiếu về vật chất đối với cha mẹ không bao giờ đầy đủ trọn vẹn. Chỉ có báo hiếu tinh thần, báo hiếu đời sống tâm linh mới có ý nghĩa sâu sắc. Trong kinh Đức Phật cũng dạy rằng nếu cha mẹ chưa an trụ trong chánh pháp thì người con hiếu cần phải hướng dẫn, tìm mọi phương tiện để đưa cha mẹ an trụ trong chánh pháp. Nếu cha mẹ chưa an trụ trong việc làm thiện pháp thì người con phải tìm mọi cách để đưa cha mẹ về an trụ trong việc làm trong thiện pháp. Nếu cha mẹ chưa quy tam bảo, chưa kết duyên được với tam bảo thì người làm con hiếu phải có trách nhiệm đưa cha mẹ kết duyên với tam bảo, quy y tam bảo. Đó là việc làm báo hiếu về tinh thần tâm linh cao thượng, để từ đó cha mẹ việc ly tất cả những phiền não, việc ly tất cả những chấp trước, việc ly tất cả những ác pháp giữa đời mà đời này qua đời khác không thoát ra khỏi sanh tử luân hồi. Vì thế mà cổ nhân các tổ có câu cha mẹ đắc việc ly, phụ mẫu đắc việc ly, báo hiếu phương thành tựu. Tức là cha mẹ phải xa rời việc ly những ác pháp, những chấp trước, những ràng buộc của ái dục thì sự báo hiếu đó mới được thành tựu viên mãn. Hôm nay mùa Vu Lan báo hiếu, tất cả quý vị về đây cũng trong tinh thần
nhờ ơn công sanh thành dưỡng dục của cha mẹ quá cố, mà khởi nguồn là đức mục Kiền Liên sau khi thành đạo nghĩ tưởng đến cha mẹ và cầu đức bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật chỉ giáo cho cách cứu mẹ mình ra khỏi chỗ ngạ quỷ, để từ đó chúng ta có một cái đời sống tâm linh, một truyền thống hết sức tốt đẹp cho hôm nay. Cho nên hiện tượng trên lễ đài đó là tấm gương tiêu biểu để cho chúng ta noi theo, mặc dù ngài cũng đã chứng đạo thành tựu thần thông bậc nhất, nhưng mà cũng phải nhờ vào Đức Phật, nhờ vào mười phương tăng trong cái mùa an cư kiết hạ, trong cái mùa này giới đức của mười phương tăng thanh tịnh, và cũng là ngày mà Đức Phật chỉ dạy Đức Mục Kiền Liên nên đảnh lễ cúng dường mười phương tăng để hồi hướng cầu nguyện cho mẹ thoát ly chốn khổ này. Cho nên hôm nay là mùa báo hiếu, là ngày chư Phật hoan hỷ, là ngày mà nhân gian gọi là ngày xá tội vong nhân. Những việc làm, những sự phát nguyện tu tập của đạo tràng trong suốt một tuần qua đó là công đức, đó là phước lành để quý vị hồi hướng cầu nguyện cho cha mẹ hiện tiền được tăng long phước thọ, được kết duyên hướng về Tam Bảo, được có chẳng tính đối với Tam Bảo, được nhẹ nhàng, được khoan hỷ xả ly trong những năm tháng cuối cùng. Còn cha mẹ được quả cố thì đem công đức lành, đem sự tu tập phước thiền của mình hồi hướng, chắc chắn rằng cha mẹ ở nơi đó có được, hưởng được, ân chiêm được những cái phước lành quý vị hồi hướng. Cầu nguyện cho tất cả quý vị được một mùa vu lan hiếu hạnh, tràn đầy hiếu hạnh hạnh phúc. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý đại chúng, con về nương tựa tăng đoàn thể của những người xuất gia nguyện sống cuộc đời tỉnh thức. Hôm nay đạo tràng Phật tử chùa Đại Bi cùng thiện nam tín nữ Phật tử khắp nơi về đây tham dự đại lễ Vu Lan báo hiếu và được lắng nghe những lời chia sẻ pháp từ đến từ thầy trụ trì, người thầy tâm linh khả kính của tất cả hàng Phật tử chúng con. Chúng con xin niệm ơn, chúng con không biết gì ơn xin niệm ơn, xin niệm ơn và y giáo phụng hành để dâng lên cúng dường cha mẹ hiện tiền cũng như cha mẹ quá vãng được nhẹ nhàng về cảnh giới an lành. Và kính thưa tất cả quý thiện nam tín nữ Phật tử, mùa Vu Lan báo hiếu, ngày chư Phật hoan hỷ, ngày tăng tự tứ, ngày xá tội vong nhân, chúng con xin thay mặt toàn thể đạo tràng Phật tử chùa Đại Bi thành tâm kính chúc chư tôn thiền đức pháp thể kinh an tuệ đăng thường chiếu luôn luôn là những người thầy dễ thương khả kính hướng dẫn chúng con trên bước đường tu học. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, chương trình được tiếp diễn với vũ điệu Gặp Mẹ Trong Mơ với sự trình diễn của các em thanh thiếu niên Phật tử chùa Đại Bi. Xin mời các em Phật tử, xin quý vị hãy dành những tràng vỗ tay thật lớn để gặp lại các em một lần nữa. Thank you.
Được tiếp diễn với hợp ca Vu Lan nhạc khúc
Qua tiếng hát của quý Phật tử chùa Đại Bi, xin trân trọng kính mời quý Phật tử chùa Đại Bi. Mẹ ơi, con đã ra rồi. Con ngồi nhớ mẹ khóc như trẻ con. Mẹ ơi, con đã ra rồi. Con ngồi ngỡ ngần nhớ ngôi nhà xưa. Ngày xưa cha ngồi uống rượu, đào ngoài hiên, mùa đông cây bàn lá đổ. Ngày xưa chỉ hát vu vơ những câu ca cổ cho em nằm mơ. Ngày xưa mẹ đắp cho con tấm khăn quàng cổ. Ông ơi mẹ tôi, ngày xưa bên giường cha nằm, mẹ ngồi xa vắng nhìn cha, thương cha chi lớn không thành. Biển sóng thét gào, một ngày nhớ mẹ dòng trào khơi xa, trời gió khóc mẹ chẳng tàn sao rơi. Mẹ ơi, thế giới mênh mông không bằng nhà mình. Dù cho phú quý vinh quang không bằng có mẹ. Trèo lên dãy núi thiên thai ơi à, mẹ tôi trong áng mây vằn. Mẹ ơi hãy dắt con theo nhà, để con mãi mãi bên mẹ. Mẹ ơi thế giới mênh mông không bằng nhà mình. Dù cho phú quý vinh quang không bằng có mẹ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong giờ phút trang nghiêm này, chúng con thành kính cung thỉnh chư tôn thiền đức khởi thân cử hành nghi thức dâng hương cầu nguyện trong đại lễ Vu Lan Báo Hiếu sáng hôm nay. Kính mời toàn thể đạo tràng đồng hướng tâm về lễ đài dứt lời cầu nguyện. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Tát Đại Chứng Minh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mây hương, phàm vật khắp mười phương cũng nhường ngôi tam bảo, thể trọn đời giữ đạo theo hoa từ thanh làm lành, cùng pháp giới chúng sinh cầu Phật từ giá. Duyên khởi đại hiếu mục kiền liên Bồ Tát.